Phi Thanh Vân được cả chàng trai trẻ tỏ tình, sinh năm 2000 tới 2003. Trời ơi, sinh năm 2000, 2001, 2002, 2003. Mỗi lần mà vào tin nhắn chờ nhiều lắm, thậm chí là những người em út, những người đối tác nhiều lắm á. Nhưng cô muốn hóa thành tình cảm chị em. Chị sẽ luôn luôn nói là chị luôn luôn trân trọng tất cả các bạn và trân trọng tình cảm đó. Nhưng xin hãy chuyển hóa tình cảm đó trở thành tình chị em. Phi Thanh Vân từng trải qua hai cuộc hôn nhân đầy sóng gió, đến nay là mẹ đơn thân. Tài năng và vẻ đẹp giúp cô tạo được nhiều ấn tượng cho khán giả, được nhiều người quan tâm, yêu quý. Trong buổi trò chuyện thân mật cùng truyền thông, nữ diễn viên khiến không ít người bất ngờ khi chia sẻ cô nhận được rất nhiều lời tỏ tình của các bạn trẻ, thậm chí nhỏ hơn cô đến 20 tuổi. Phi Thanh Vân từng cho biết cô nhận rất nhiều tin nhắn tỏ tình của các bạn trẻ sinh năm 2000, 2001, 2003. Tuy nhiên nữ diễn viên chỉ im lặng không phản hồi. Một phần cô quá bận vì lịch trình công việc, một phần vì trả lời sẽ mất thời gian, im lặng đối phương sẽ tự hiểu, cô bày tỏ. Con người ta sống nhờ luật bù trừ, cái gì người ta không có thì họ sẽ yêu thích nó. Mà khổ quá, giờ Vân có quá nhiều thứ mà các bạn trẻ không có và các bạn trẻ nhìn vào như một hình mẫu. Họ còn theo dõi cô và thấy Phi Thanh Vân chia sẻ tâm lý, hiểu họ quá thế là họ yêu. Các bạn trẻ yêu một hình mẫu, họ yêu một nàng thơ giống như cô, nhưng mà không thể yêu hết được. Một mình cô chỉ có thể yêu được một người, không thể 1 triệu anh yêu cô, là nữ diễn viên yêu cả 1 triệu anh được. Với Phi Thanh Vân, cô luôn tôn trọng, trân trọng tình cảm của tất cả mọi người, dù đó là tình chị em, sự hâm mộ hay một tình yêu đơn phương. Nhưng cô xin hãy chuyển hóa tình cảm đó thành tình chị em. Diễn viên cô gái xấu xí có chuyện tình duyên không mấy suôn sẻ, là người lạc quan mạnh mẽ, cô nhanh chóng vực dậy tinh thần, gặt hái được nhiều điều giá trị từ những đổ vỡ trong quá khứ, tận hưởng cuộc sống mẹ đơn thân cùng những thành công trong công việc. Phi Thanh Vân và chồng cũ Bảo Duy có chung với nhau một cậu con trai tên Tấn Đức, nay bé đã được 5 tuổi. Từ ngày ly hôn, nhóc Tì được cô chăm sóc và hiện vẫn ở với mẹ tại Việt Nam. Cậu bé được chăm sóc kỹ, sử dụng tiếng Anh khá tốt dù còn nhỏ tuổi. Đến nay, cô hiếm khi nào chia sẻ việc cho con trai gặp Bảo Duy và đã rất lâu không thấy hai cha con có bức ảnh chung. Đáng chú ý, cô hoàn toàn một mình nuôi con mà không cần sự trợ cấp của chồng cũ Bảo Duy. Tuy bận rộn chăm lo cho con nhỏ, nhưng người đẹp vẫn vừa kinh doanh, vừa theo đuổi đam mê trên con đường nghệ thuật. Thậm chí cựu người mẫu còn mua bảo hiểm trị giá 10 tỷ đồng cho quý tử. Bên cạnh đó, Phi Thanh Vân cũng liên tục tậu những tài sản đắt đỏ như nhà xịn, xe sang để con trai có không gian sinh hoạt và phương tiện di chuyển thoải mái, an toàn nhất. Không chỉ dừng lại ở việc chăm lo cho con đầy đủ về vật chất, cô còn dành rất nhiều thời gian để tìm hiểu cách giáo dục con hiệu quả. Cụ thể, Phi Thanh Vân từng chia sẻ rằng, sau khi ly hôn, tôi đã học tập nghiên cứu sâu về các bộ môn tâm lý, tình yêu hôn nhân và cả cách nuôi dạy trẻ khoa học để có đầy đủ kiến thức áp dụng vào cuộc sống cá nhân của mình. Nữ diễn viên dạy cậu nhóc tự lập từ bé cũng như giúp con sử dụng tiếng Anh thành thạo. Đặc biệt, cô còn nhận được nhiều hưởng ứng của các bậc phụ huynh khi nuôi con khoa học hiện đại và chú trọng nắm bắt tâm lý trẻ nhỏ. Phi Thanh Vân cho biết bản thân không bao giờ đánh mắng con trai nên được Tấn Đức quấn quýt suốt cả ngày. Trải qua hai cuộc hôn nhân tan vỡ, Phi Thanh Vân trở thành mẹ đơn thân nuôi nấng cậu con trai kháo khỉnh. Mặc dù không nhận bất cứ khoản chu cấp nào từ người cũ, nhưng cô vẫn có thể chăm lo cho con chu toàn từ A đến Z nhờ kinh doanh thành công. Ít ai biết được rằng, từ khi hoạt động nghệ thuật, Phi Thanh Vân đã góp mặt tại ba đấu trường nhan sắc tầm cỡ là Hoa hậu Việt Nam, Hoa hậu áo dài và Hoa hậu điện ảnh. Tuy nhiên, cô chỉ gặp nhiều may mắn khi trắng tay tại ba cuộc thi. Đến năm 2017, người đẹp sang Mỹ tham gia Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt và giành ngôi vị cao nhất. Trải qua nhiều cuộc trùng tu nhan sắc từ gương mặt đến sắc vóc, Phi Thanh Vân để lại nhiều ấn tượng bởi diện mạo ngày càng hoàn thiện và chỉnh chu. Theo dõi trang cá nhân của nữ người mẫu, cộng đồng mạng không ngừng xích xoa trước hình ảnh số đo 3 phòng căng đét, thời trang sang trọng. Nữ diễn viên tự tin cho biết, đàn ông theo đuổi cô xếp hàng dài, con số đó ngày càng tăng. Cô xây dựng giá trị bản thân thật cao để đúng với câu nói, mây tầng nào gặp gió tầng đó. Ở tuổi 39, Phi Thanh Vân ổn định sự nghiệp, cuộc sống. Tuy bận bịu với công việc kinh doanh, nhưng cô vẫn chăm con cực khéo, nhận được nhiều sự hưởng ứng của các bậc phụ huynh, từ đó trở thành hình mẫu của đông đảo khán giả.